Wow, tôi thông báo với các bạn là chiến thần Ruth Van Nistelrooy đã đi rồi. Ôi, mình bán được giá 550 cũng ok đấy, bằng với giá mình mua chịu mất tí thuế vậy. Đi rồi. Vị trí đã cắm lại thuộc về Zlatan Ibrahimovic. Nâng anh 7 á. 7, anh 7 bây giờ mà chơi phải chơi ít, không phải MC, không phải EBS các thứ. Đấy, kịch bản đẹp nhất là mình mở ra cáp một EBS cáp ngon hơn nhỉ. Chiều cao ổn hơn EBS thì 1m85 thôi. Anh review full một vòng hôm qua cũng mở nhiều lắm á, qua mức mà không biết đêm qua có đại gia nào chơi. Chơi đến mức mà quà anh em chơi không về nổi luôn mà. Tiền giờ để mua kèo nào ta? Hôm nay tôi bán xong Van Gogh đi rồi. Nếu mà nhận quà sự kiện là tôi sẽ có về khoảng tầm 1.000. Tầm 1.000 tỷ. Được 2 Việt Nam. Uầy, thế là mình được tận 4 gói cộng 8. Holy. Được nha. Uầy, 1.000 tỷ à? Làm gói NG đi, trời ơi. Elanga, có hai cơ hội, chả nhẽ lại không săn được Anthony Elanga. Chơi. Yeah. Elanga. Ô kìa, Lafon. Trời ơi. Xin. Elanga. Nào. Trời ơi, Fofana. Mình mở cho anh em đều là lửa. Nhưng mà chỉ số hơi thấp, dao động khoảng tầm 112. Chơi. U tuyển Anh à? CDM Anh? Rai? Ui, Rai 112 thôi à? Số đúng trung bình luôn. 96. Tại sao mình lại lấy cái này nhỉ? À, vì mình hy vọng nó sẽ ra Rafael Varane. Daniel James. Chơi. Báo. Bên nào báo? Cờ Pháp. Hà Lan à? Thế bên Hà Lan là ai? 96 chỉ cùi vậy. Đập ri. Wow. Từ 3 đến 8. Ôi trời, con số gì đây? Voi lẻ xém này. Thằng này mình chơi kẹp vào đi. Đấy. Kẹp vô. 98 à? Thề các bạn, ra cờ Pháp ST này hài lòng lắm rồi đấy. Sợ nhất là cờ Ba Lan thôi. Vô cái này đi. Yes. Chơi đi sợ gì? 9 giờ chuẩn bị 9 giờ xin phép anh em là nốt phát này mình sang bên Nimo nhá. Tháng này là mình có nhiều việc nên mình sang đúng giờ tí, đến 9 giờ mình qua thôi. Xong sẽ có những ngày mà mình sẽ phải live sớm thì mình sẽ thông báo trên fanpage nhá. Anh em đừng quên follow fanpage Vô Cơ Quang của mình để theo dõi cái lịch trình mình live tí. Kèo nào của em u mùa EBS nhỏ nhỏ chỉ số không nhỉ? Chiến thần mồm. Nào. Sợ nhất quán này ra pháo rồi chứ lửa thì ok là không sợ gì cả. Mà ta kiểu này khóc tiếng chó đấy. Negredo có một cái tên à, Brasco vậy. Nào, đích tôi là cũng bệt rất là lâu rồi. Quay mom mở ba kèo này là x2 mom. Yo, đích em lâu giờ là cùi nhất cái làng FIFA 4 rồi đấy. Cho em cùi đến bao giờ các anh ơi? Nào, liệu ngày hôm nay tôi sẽ thu về một kèo gì đây? Chơi, có lửa đi. À, lửa đã. Rồi. Ui trời ơi, đây bạn nhà. Trời ơi, đây bạn nhà, trời ơi. Chơi! Wow!
Why? Mình ra được một kèo 120 men. Uầy uầy. Đỏ chó thế nhờ. Uầy, cuối phần như thế này nghe tin được. Uầy. Được. Uầy, đây là gói EVS ngon nhất tôi mở từ lâu lắm đến giờ đấy. Này, hình như tôi mở quà top VIP cũng không được chỉ số cao như thế này đúng không? Ảo thật đấy. Ê à, chà vi, này con em hát rồi, người đội trưởng vĩ đại của Barcelona. Bù khô là cái gì? Ây giời. Uầy, siêu xe men. Uầy, uầy, cảm ơn Mystic nhá. Đấy, con em hát thì còn gì nữa. Ui, anh không hiểu sao lại đỏ thế em ạ. Em hát đó. Đỏ. Ui, Xavi đá như nào đó. Về team Color Barca 130. Thể lực 131. Về bóng 131. Về bóng 120. Dứt điểm 121. À, không có một cái chỉ số nào dưới 120 luôn mà. À, sao lại thế này được nhờ. Bình tĩnh 133, sút xoáy kiến tạo. Ra mấy kèo kiểu nhỏ nhỏ truyền trọt như này thì phải có một người tinh tế anh em ạ. Tôi bảo rồi, cầu thủ FIFA như một thanh kiếm tốt vậy. Một người xứng đáng sẽ biết cách sử dụng thanh kiếm đấy. Nếu như cầm trong tay Xavi, tôi sẽ sử dụng theo kiểu truyền trọt là chính thôi, không tranh chấp. Dùng trong sơ đồ 4-1-2-1-2. Quá là hợp lý. Đội mình không có kèo nào của Barca nữa nhỉ. À, Blanc. Nếu như mà cho Blanc vào đây thì sẽ thêm một chỉ số cộng 3 Barca. Đờ rông á, đờ rông không đá cho em u. Đấy ơi. Ờ, anh biết rồi bố ạ. Ôi giời, cả làng biết rồi. Em làm con gì lên làm sao đấy bố? Score. Spokun. Score man. Em mồi ăn 7 xong rồi mồi sao mà đọc bố school lên cộng 6 luôn à. Spokun. Đây. Đây, để anh mở cho anh em nữa. Ok đây, mở lên đây. Đây, 109 trước này. Đấy. Mồi đây. Đấy, mở luôn. Ui dồi ôi. Hay. Toàn Tây Ban Nha vậy. Casillas nè. Đây nữa này, Bet World Cup này. Cái này gôn đô chắc. Lọc đừng lọc anh đi. Đừng lọc làm gì. À rồi, anh chiều bô nhá. YOLO. Ui. Ui Đức. Ui. Ui. Ba lắc. Ui, Cruz à, 114, được. Bán luôn. Bác đi sung. Up. Có lọc không? Không lọc nhá. Rồi. Gói này mà không lọc đâu. Bị ban đó. Bị ban à? Đây là chắc. Auto lọc bị ban. Chơi. Hàn Quốc. Aurora. Thằng tài này. Ấy. Tây Ban Nha lờ đúp. Cái gì đây? Gì đây? Bác gì dùng? Xe xe ra. Được. Ổn. Được. Ôi, được. Tươi ấy nhở. Thái cáp này nè, cái Gondo anh bắn em nha. Ờ, ok. Ra Rui Patio. Bán em chơi mấy hôm xong em trả lại chưa? Ừ. Mà nhớ hứa trả nhá. Đúng 3 hôm rồi nhá. Đúng 3 hôm rồi. Ờ, hứa. Đây anh chơi này. Vô.
Ok à. Ra đi, ra đi. Bologna. Tây Ban Nha, CB. Ê! Tây Ban Nha, CB. Ai đi nhở? Ramos. Ramos đưa mẹ game rồi. Ui giời ơi. Như sao... em luôn anh Quang ơi. Sao toàn Tây Ban Nha vậy? Uầy, em thầy có chỉ định Tây Ban Nha mẹ luôn em thề. Ừ. Toàn Tây Ban Nha luôn. Thôi, anh em đông đủ chiều anh em phát này đi. Rồi. Đây, trốn được. Đây. Bồ lên rồi mình. Không thể kém được. Đây. Được chưa? Anh mồi đúng 3 con rồi. Đây. Mồi đúng 3 con rồi. Later. Tới. Không. Đừng nữa. Thôi, không cần đâu em ạ. Vô. Còn. Thôi. Đây, hôm nay em đập thế này đúng không? Đúng. Đập Rabion luôn kìa, anh Quang, anh Rabion luôn kìa. Không, cho vào làm chi. Rabion vô đi em. Cho phun vật. Không cần. Phun vật đi em, phun vật. Không. Nào, chuẩn bị vô này. Tới rồi. Nó tới rồi. Ferdinand. Cái màu. Nhìn cái... Yeah! Đấy. Yes. Không qua. Đập lên vậy. Em mình nó giết trong biết sắp luôn chứ nhờ. Ôi giời. Hên em ạ, hên. Tưởng trận thôi anh trai. Anh em mình luôn à? Ok. Quang sao đá nổi ta. Đá vui thôi mà. Sao đó. Rồi ok đây, mời em đi. Vô. Rồi, Arab Seahawks. Va chạm với lại Manchester United. Sao Manchester có Xavi là như thế nào không nhỉ? Té mới mở được. Đây rồi. Đây là điểm quyết rồi. Rồi. Chơi đây. Tê. Bóng ba này. Tấm mọi thẻ gặp. Ôi, thánh đập sên. Ai? Trời ơi, lo lá quá thô bạo. Bắt ai mà còn đá như thế này nữa xứng đáng ngồi ghế như vậy thôi. Xem siêu phẩm không? Thôi, cũng được anh ạ, xem siêu phẩm đi. Siêu phẩm nhá. Ok anh, siêu phẩm đi. Siêu phẩm này. Bóc ba. Ui. Xa quá. Và đó là Zeny. Ủa sao bộ lại có con Zeny? Vừa mở ra. Vừa mở ra nè. A. Cô khỏe đi. Anh hiếm rồi hả? Hả? Nuno Tavares. Anh giảm lương không hả? Anh ta đi. Nuno Tavares. Bóng trong những hậu vệ hay nhất từ World Cup vừa rồi. Úi giời. Nuno Tavares. Chạy. Nuno Tavares. Thôi kìa. Ui mắc ai. Bóng school. Ui. Trời ơi. Tỷ vô. Mà là xa. Má con ba được sang nó hay đi. Lắm. Đấy rồi. Ok, hồi anh 4 con, 8 con rồi, 8 con rồi. Rất trung trải, không có 3. Ui ôi, cái liều Pep Pogba FPS đi. Vai biểu sút kìa, tiền sút. Vai Pogba sút kìa. Không, em chơi Pogba rồi em biết. Chứ giờ ZD là vào nè. Ui. Pogba sút đã lắm. Ben Tiger. Ronaldo, quá vi bắt, tù che money. À quên rồi, để mấy bữa nữa đi. Tù che money. Anh ta đi. Không được. Rô di chuyển. Mày ông trong bình luận viên này ông nói không được nữa nè. Anh ta đi. Ê. Ôi trời ơi. Trời ơi. Mày cà lô. Má mà trái bóng phải bội tôi. Trời ơi, khung thành trắng bắt bô lê kìa, chán không? Anh Bảy mùa này là 2 chân 5 4 mà kỳ vậy. Dắt đề đúng không? Anh dắt đề đúng không? Ôi, em anh đi. Qua đó rồi, chân trái mà. À. Ôi, đó bớt. Đúng là Ford này trái cũng ngon nha. À. Đó bớt. Ôi, bắt gái. Xin đây. Anh Quang đã giữ cách đó, tin tôi. Nói chưa?
Không 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 có giữ, không có giữ. Kỹ thuật, kỹ thuật. Ôi xong rồi, xong rồi. Thôi xong rồi. Có cơ hội ngay bây giờ. Ai à, hay quá. Ok à. Ui. Không quen à? Không quen. Anh sút rồi, anh sút rồi, anh mới té. Ai biểu. Em hiểu lực lắm. Ôi. Cú đánh đầu của Dalot. Ronaldo. Ronaldo. Cái kỹ năng cộng 6. Ui giời ơi. Ui. Đấy mẹ xa rồi. Ui. Thế anh chưa đá con xoài xanh ấy luôn ấy. Con này đá ngon lắm nào. Manchager này dắt đê cũng giống như bóp 3. Đến nó bóp 3 nhiều đây. Đây rồi. Zlatan. Đây rồi. Ôi. Hai cái bill xoa quả trúng à. Mất cài. Bà anh mấy. Đây rồi Sancho. Kìa. Thằng nào má hiểu thế Sancho nó vô đội hình vậy đó. Ra ha. Hay quá. Đó là đá Man City mà. Hay quá. Rafus. 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 Xó trận đi. Rafus. Cái gì đây. Hết rồi. Hết rồi. Cái bóng phản bội tôi. Rafford này có mùa nào ngon hơn mùa WWE này không nhỉ? Rafford TS. Nhưng mà lại phải bù á. Bù bao nhiêu anh? Bù khu. Em mua Rafford này nè, em cũng thích Rafford lắm. Vẫn là Rondo. Anh tôi đi. Dạ. Van Tiger, Rondo. ZD đúng không? Rondo. ZD. Ba bóng sở vô. ZD đúng không? Cái kéo gì đây? Mày ZD nó không chứ A luôn. Phải cả Bill à. Ông nó đã ảo á. Con ZD có thể quả găm vào lưới như vậy được nhỉ? Rồi đã cho anh thay siêu tiền đạo vào. Ôi cất đi rồi. Rồi mình cũng phải cho Ronaldo vào thôi. Sau khi mà thấy đàn anh của mình ghi cú đúp thì Mbappe ông ngoài băng ghế như vậy cũng không kìm được lòng, cũng muốn vào sân. Bây giờ thôi, bây giữ con Robbie lại nha, để giành mồi. À, ok. Ê! Trời ơi. Ô, đá tiếp đi anh, đá tiếp thẻ đỏ đó. Con này thẻ đỏ chắc luôn. Không thể thế được. Ronaldo bên này cũng phải trả lời. Trả lời chưa? Trả lời chưa? Ôi, ôi. Ui giời ơi. Yếu quá. Ảo tới giờ. Nice. Ủa? Mẹ của anh Mảy ơi. Trời ơi, Mảy đá người nè. Chống trận gặp Arsenal. Anh nghĩ là một mẹ phản công nha. Nuno Tavares. Nuno Tavares. Mắc gai đây rồi. Ui giời ơi. Paran. Tu che mà đi. Đây rồi. Ok. Trời ơi Mảy đá. Epson. Moscun. Ronaldo. Bát. Ronaldo. Trời ơi anh Mày ơi. 2-1 nó chưa thuyết phục lắm anh nha. Chặn nữa đi. Nữa nha. Đây là con Rondo Totti cộng 8 to nhất rồi. 21 đã ai đập được đâu. Ui xoài xanh cộng 6 á. Bớt. Ui con đấy sút mà gãy người à. Thì đấy con Mantager của em sút gãy người mà. Nhưng mà sao gọi cái thằng này là xoài xanh anh? Xoài Tiger của đấy. Fan em mua toàn gọi xoài xanh. Tao gọi xoài xanh đó anh. Chưa hiểu. Đọc nó giống xoài xanh á. Xoài xanh vừa làm mắt bóng. Tiếp tục là Ibra. Chọt. Ui. Anh biết xoạc rồi. Tiền rút. Xem. Ui. À. Có cỏ. Ai xe. Ba đúng không? Ủa gì em chọc trúng bóng mà sao thẻ nhờ? Em chọc trúng bóng mà ta. Trọng tài nó nói cú sọc bóng đấy đã gây quá nhiều tỷ lệ chấn thương. Nguy hiểm đúng không? Nguy hiểm đúng không? Đúng. À, đá xấu quá. À. Thế cái gì anh Mãi? Đá không tập trung nữa. Đó là nút nè đúng không? Ây da. Ôi. Trời ơi. Không pha này hậu vệ phải phạm lỗi nha anh em đừng có trách hậu vệ. Tại sao chơi dơ vậy? Cái pha này mà để khoảng trống cho bốt 3 suốt thì có mạnh cứt. Pha này hậu vệ chắc chắn phải phạm lỗi. Đừng trách. Má Gai không thể.
Ui trời. Cú đúp cho Ibra. Ê ơi. Máy cà cứng vậy. Lấn không anh? Đấy ơi. Hai đều à. Ui quả này còn ra ngoài nữa thì bán luôn đấy. Ui ôi, pha đó mà hú được thì hay á. Á, à, con sải xanh nó rút mạnh luôn á. Pha đó mà hú được nguy hiểm hết đấy. Ê đó. Ê vậy ha, sao qua được mấy ngày anh ơi. Rồi. Ôi. Hay quá, old school. À. Ai quay cơ. Trời ơi. Sao quay cơ đó. Ui. Trời ơi, mấy ngày. Harry Maguire. Vậy liền mang quay bóp bóng à. Ảo rồi đi. Ơi. Thấy rồi. Thấy nha, pha này. Thấy pha này. Ui dồi ôi. Hay quá. Chập đúng không? Kè. Ô kìa. 2 đánh 3. 2 đánh 4. Liệu Spike Tiger sẽ làm gì đây? Ai? Không tin chuyện của đấy luôn. Trời xanh chảy khỏi vách cả bìu ạ. Đoàn đêm cũng gọi là ngon đúng không anh? Ngon mà. Mà hai con icon cộng 6.000 tỷ mà. À. Ui dồi ôi. Đây rồi. Lên phản công. Tìm hat trick cho Ibra. Cánh đang di chuyển. Ui. Varane. Ông bà đần thế. Tù che mà đi. Anh em tôi đã một lá công yên. Ui. Much later. Penalty rồi. Dễ lắm. Đem quá trong ngào. Balotelli. Đây rồi, anh trưởng cứu. Cứu. Cái gì? Ai? Ôi trời ơi. Chuyện đi chết. Em lại đi vui sóng gió đấy nhờ. À. Ôi trời ơi. Mình đây. Một trận đấu penalty. Tài đấy, từ. Em cho em về đây. Cái gì vậy? Balotelli à? Balotelli đá như Man City luôn. Con mèo. Đúng rồi đấy, đúng Balotelli gần đây. Ây! Ai lìn bắt được à? Cái này đây. Này thôi. Bye bye girl. Quá. Thế rồi. Anh Bảy trong tình huống này sẽ lấy đà rất xa. Phải đúng không? Anh Bảy thì hay sút ra hay đóng góc gần phải. Ui. Sút ED. Sút căng quá. Sút ED á. Em sút ED á. No, E thì nó phi mà nhanh lắm bạn ạ. Em muốn ED, em sút ED thử đi. Rapper. ED thử nè. Kíp. Michael Owen. Jackney. Rất nhẹ nhàng. Ôi, đúng không? À, đúng không? Tắt cái quyết định nào? Phải. Cô đây, score cộng 6 mới đập lên đây. Old school. Ui. Đây cũng là old school. Là old school. Má ngoài luôn ạ. Old school. Từ từ cho giống ngoài đời tiếp. Em bập bê. Em đá như ngoài đời nha anh Quang. Em đá như ngoài đời đó. Chủ tịch xịt men. Di sung. Ôi Di sung này nó chạy điên lắm bạn ạ. Ôi Ôi sao bắt được mày.
Sydney Bắc Kinh à, Sydney Bắc Kinh mà. Sydney cứu Mbappé. Ôi trời. Hay hay em ơi, hay em ơi. Quá trận đấu kịch tính quá anh ơi. Con mẹ. Bắt được con này. Xem đi cứu. Ôi quả đấy rất hiểm ấy, nếu mà sao không bắt được luôn.